giới thiệu với các bác đầu kéo cam CH9 mẫu mới nhất 2022 phiên bản Luxury. Ở cái phiên bản Luxury này thì cam CH9 lắp động cơ du trai 420 mã lực, và cái hộp số của nó đang trang bị là hộp số của Fast Fueler, hộp số của Mỹ. Động cơ và hộp số của cam CH9 đang lắp chính là động cơ hộp số của Chang Long H7 đang sử dụng cho xe của mình. Như vậy là chúng ta nếu so sánh Chang Long H7 và cam CH9 thì chúng ta chỉ nên so sánh cabin và so sánh nội ngoại thất của xe để lựa chọn. Còn lại động cơ hộp số thì là như nhau rồi. Bác nào muốn tìm hiểu kỹ hơn về đầu kéo cam CH9 phiên bản Luxury này thì mời các bác vào kênh trang chủ của em và xem ở video đầu tiên em để đầu kéo cam C đấy ạ. Thì các bác xem chi tiết xem là nó có những trang bị gì hay ho cho chiếc xe này. Đây thì có rất nhiều khách hàng rất thích cam C nhưng mà vẫn lăn tăn về vấn đề phụ tùng sau bán hàng của cam CH9. Thế nhưng nay thì cam CH9 đã trang bị động cơ hộp số như Chang Long H7 nên chúng ta có thể lắp lẫn tất cả phụ tùng, và chúng ta có thể tìm thấy phụ tùng của đầu kéo cam CH9 ở bất kỳ tỉnh nào trên cả nước. Và bác nào muốn tìm hiểu sâu thêm về cái dòng sản phẩm đầu kéo cam CH9 này thì liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ tư vấn cụ thể về giá cả cũng như là thủ tục ngân hàng. Xin chào và hẹn gặp lại.